các nhà khoa học tại Đại học Osaka của Nhật Bản đã chứng minh rằng bạn không cần phải giết một con bò để có được một miếng thịt bò ngon. Thông qua một công nghệ gọi là in sinh học, họ đã in 3D một miếng bít tết đặc sản Wagyu. Thịt bò bít tết bao gồm các sợi tế bào được lấy từ một con bò và được ghép lại để tạo ra các lớp mỡ vân cẩm thạch thường thấy trong các miếng thịt bò Wagyu. Các nhà khoa học có trụ sở tại Đại học Osaka của Nhật Bản đã tìm ra cách để in 3D thịt bò Wagyu trong phòng thí nghiệm, một bước mà họ tin rằng một ngày nào đó sẽ giúp tạo ra những miếng thịt nuôi cấy được sản xuất rộng rãi và bền vững giống với các sản phẩm gốc. Bằng cách sử dụng tế bào gốc mà họ lấy từ bò Wagyu, các nhà khoa học đã thiết lập để tạo ra một cấu trúc với vân cẩm thạch hoặc sashi đặc trưng được thấy ở thịt bò Wagyu để tạo sự khác biệt với các phần thịt bò khác. Bằng cách cô lập các tế bào thịt bò, các nhà khoa học đã sắp xếp cách xếp chồng lên nhau của các cơ, mạch máu và chất béo. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã định hình những mô này thành dạng miếng bít tết bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là in sinh học 3D, nơi các cấu trúc tế bào có thể được xếp lớp để giống với các mô thật trong sinh vật sống. Các nhà nghiên cứu tin rằng việc chứng minh rằng một miếng bít tết Wagyu có thể được in 3D chính xác có thể là một bước tiến lớn đối với một tương lai bền vững, nơi thịt được nuôi cấy có thể được tạo ra gần giống với các sản phẩm hiện có. Nguồn gốc của nó từ thịt thật cũng phân biệt nó với các lựa chọn dựa trên thực vật, giống như những thứ được tạo ra bởi Beyond Meat và Impossible Food. Bằng cách cải tiến công nghệ này, sẽ có thể không chỉ tái tạo các cấu trúc thịt phức tạp, chẳng hạn như vân cẩm thạch sashi đẹp mắt của thịt bò Wagyu, mà còn có thể thực hiện các điều chỉnh tinh tế đối với các thành phần chất béo và cơ, Michiya Matsusaki, một trong những nhà nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu cho biết trong một tuyên bố, Michiya Matsusaki, một trong những nhà nghiên cứu của dự án, nói rằng với những điều chỉnh này, một ngày nào đó khách hàng có thể đặt hàng một phần thịt được nuôi cấy với lượng chất béo mà họ mong muốn, được chế biến theo sở thích và sức khỏe của họ. Thịt bò Wagyu được biết là cực kỳ đắt đỏ, với giá bán bò Wagyu cao cấp lên tới $200 bao và bò trưởng thành được bán với giá hơn $30,000. Năm 2019, xuất khẩu cà Wagyu của Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục $268.8 triệu lợi nhuận, tăng 20% so với năm 2018. Mặc dù đây có thể là lần cắt thịt bò Wagyu đầu tiên được in 3D, nhưng những nỗ lực khác đã được thực hiện để làm bít tết bằng máy in sinh học. Vào tháng 2 năm nay, Aleph Farm và khoa kỹ thuật y sinh tại Học viện Công nghệ Technion Israel đã cùng nhau in sinh học và nuôi cấy bít tết Ribay bằng cách sử dụng tế bào bò thật. Tuy nhiên, có thể phải mất một thời gian nữa người ta mới có thể nhúng răng vào miếng thịt bò được in sinh học. Theo The Washington Post, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA vẫn chưa tạo ra khuôn khổ pháp lý cho các sản phẩm này. Chia sẻ hữu ích nhé!